Nhân dịp chào xuân mới Tân Sửu 2021, sáng ngày 27 tháng 1, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Khương đã tổ chức gặp mặt, trao quà Tết cho các hộ gia đình người có công, thân nhân người có công trên địa bàn thị trấn Mường Khương. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Ngọc Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Ngọc Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã thông tin nhanh với các gia đình người có công, thân nhân người có công về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn vì nền độc lập tự do của quê hương đất nước. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng gửi lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến các gia đình và bày tỏ niềm mong muốn các hộ gia đình đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp và phát triển. Tại đây, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Lê Ngọc Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trao 31 suất quà cho các gia đình người có công, thân nhân người có công trên địa bàn thị trấn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ngay sau buổi gặp mặt, đoàn công tác do đồng chí Lê Ngọc Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết hộ gia đình bà Lùng Già Tảo, mẹ liệt sĩ Nùng Văn Củi tại tổ dân phố xóm mới, gia đình thương binh Làn Chử Lèng hiện đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Dịp này, đoàn cũng đến thăm hỏi chúc Tết và tặng quà gia đình các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện.